Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Cầu Trần Tiến nha. Thì hôm nay giới thiệu tất cả cô chú anh chị một số cái máy anh em, máy bãi thôi. Nói chung cái lô này lô hàng mới không anh em à, với cái lô cuối cùng đây. Nhưng những cái lô trước thì nó vẫn còn nha anh em, còn một số con. Và cái lô này, đó anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại nè. 0968 74 74 33 hoặc là 05 220 22030, hai số điện thoại. Anh em gọi số này không được thì anh em gọi số kia nha. Còn riêng Zalo thì anh em kết bạn em cái số Zalo là 0968 74 74 33 nha anh em. Đó anh em nào mua cứ alo trực tiếp vô cho em hai số trên, số nào gọi cũng được. Đó, thì có khi những cái con số máy 05 đầu nè, 0522 2030 nè đang bận máy thì anh em gọi qua số kia nha anh em. Đó thì cái phí báo anh em là cái phí vận chuyển của đơn máy là từ 30 đến 35 ngàn một đơn anh em à. Tùy vào khu vực giao hàng của anh em nha. Anh em nào ở xa thì phí là khoảng 35. Còn anh em ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì phí tầm khoảng hai mấy 30 thôi. Đó. Rồi thì anh em con máy đầu tiên. Con này mã của nó là 134 nha anh em. Con này con máy hàng Korea, Made in Korea nha. Con này là mã, con này là con Esuri. Esuri nha anh em. Nó ghi là 2.000 nhưng size thật có tầm khoảng 4.000 anh em à, 4.000 4.500 nha. Thông số cước, cước số 4 được 180 m, số 5 130 m, số 6 100 m nha anh em. Thân nồi là bằng thân nồi ta quay đều bằng carbon pha hết anh em à, quay nói chung rất là ngọt êm nha, giá rẻ nữa anh em, về chơi chế độ hai chiều đây. Đó, gạt vô lăng đây sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Máy này mã số 134 này giá cho anh em là 180 nha anh em. 180.000. Ở 134 bán cho anh em giá 180k nha. Máy chung khá là sáng. Tới 135 đây. Con máy Ryobi CS2 size tương đương khoảng 1.500. Thân nồi ta quay đều bằng kim loại hết, full kim loại nha anh em. Cái nắp này là bằng nhựa nha, tất cả cái nắp máy này đều bằng nhựa hết chứ không có phải là kim loại nha anh em. Mô bình sống vô lăng đây sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Gato 3.4 cước 2 290 m, 3 200 m, 4 130 m nha. Ở đây thì nó hơi bung keo nè, quay thì nó hơi cào đấy, kêu cà xè. Made in Japan, đổi tay trái phải nha anh em, chế độ hai chiều đây, một chiều bật lại. Con máy số 135 nha. 135 này bán cho anh em con này giá con này đẹp anh em. Bán cho anh em con này giá 220.000 thôi. 220.000 nha anh em. 135 giá 220.000. Thế 136 nha. 136 này con máy này anh em sưu tầm ngon đây. Con này Ryobi nha anh em. Ryobi Rose Sky 6 nha. Con này như cốt cho lực anh em à. Cốt cho lực nha. Đó, coi cốt cho lực nha anh em. Mẫu mã nói chung nó cũng rất là đẹp. Bộ bình sống nha anh em. Con này Made in Japan mã số 136. Đổi tay trái phải nha. Ngoại hình thì nói chung là có chày nha anh em, có bị ăn nước muối chút xíu nha anh em. Vô lăng đá xít luôn, vô lăng đá xít nha, gạt cước đây. Quay. Còn anh em muốn tắt tiếng kêu thì bật này qua nha, tắt tiếng kêu đây. Muốn bật tiếng kêu bật này lại thôi. Quay rất là ngọt, cái độ hai chiều bật này qua nha anh em. Một chiều bật lại thôi. Con này size tương đương nó tầm khoảng 5.500 anh em, lớn hơn 5.000 mà nhỏ hơn 6.000. Đó. Con này mã số 136 nha, 136 bán cho anh em con này giá 500 thôi, 500.000 nha anh em. 500.000. 136 bán cho anh em giá 500.000 thôi. Máy con này con sùa cây 6 nha. Rồi tới 137 đây. Con này con máy Shimano Navi 2000, size nó size 2000 dành cho anh em câu lure nè. Made in Malaysia anh em. Cước số 2 được 150 m, số 3 được 100 m nha anh em.
Có để đây đây. Số 4 được 70 mét. Vô lăng đây, sáng đẹp. Gạt cước ngon lành nha. Máy nói chung là còn khá là ok, có chày nhưng không đáng kể đâu. Hệ thống ABS nha anh em. Hệ thống ABS quay rất là ngọt. Chế độ hai chiều bật này qua. Con này câu lua ngon. Hay câu lăn xê mà mấy anh cần khoảng dưới 2m4 là ok. Con này mã số 137 nha. 137 bán cho anh em con này con này hệ thống ABS nha. Con này bán cho anh em giá 550.000 thôi. Con này dòng đời cao nha anh em, đời mới nha, 137 giá 550 nha. Và tới 138 đây. 138 này con máy Shimano Holiday Spin 2000, size 2000 nha. Cước số 2 được 150 m, số 3 được 100 m nha anh em. Made in Malay 138, nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại nha. Vô lăng đây, vô lăng thì nó hơi tan nha anh em, hơi tan chút xíu nha. Đó, nhưng mà câu kéo bình thường nha anh em. Gạt cước ngon lành. Quay đây. Đổi tay trái phải. Chế độ hai chiều bật qua. Nói chung máy quay rất là ngon anh em, im gu à. Quay rất là êm. Con này mã số 138 nha. 138 bán cho anh em con này giá 280 thôi. 280.000. 138 bán cho anh em giá 280.000 nha anh em. Ngoại hình nói chung là có chày đây. Này bị ăn nước muối ăn chút xíu nha. Tới 139 này con Daiwa Regen 2,5 nha anh em. Size nó tương đương 3000 của Shimano á, Made in Thái Lan nha. Hệ thống ABS cứ số 2 150 m, số 3 đường cho số 2 được 200 m, số 3 được 150 m nha anh em. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại nha. Hệ thống ABS nha anh em. Quay êm. Chế độ hai chiều bật này qua. Một chiều bật này lại nha anh em. Đó. Quay rất là ngọt, con này đánh rất là ngon anh em. Con này nó hệ thống ABS dòng đời mới á. Ngoại hình thì nói chung là nó có chày nha, hàng bãi mà, không tránh thổi đâu. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. 1139 nha anh em. 139 này bán cho anh em con này giá tay quay nó hơi xấu, bán lên 500 thôi. Con này nếu mà nó đẹp giá khoảng tầm khoảng 750 800. 139 bán cho anh em giá 500k nha. Rồi đến con tiếp theo. Con này mã số 140 nha anh em. Con này Ryobi RX10, size tương đương khoảng 5000 anh em à, 5000. Made in Japan nha. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Thân nồi ta quay đều bằng kim loại hết, quay hình nói chung có chày nha anh em, chốc sơn nha. Anh em về có thể sơn lại. Quay rất là ngọt, êm. Cước số 4 310 m, 5 260 m, 6 190 m nha anh em. Rato 3.8 140 nha. Chế độ 2 chiều bật này qua. 140 này bán cho anh em con này giá 350 thôi. 350.000 nha anh em. 350.000. Thế 141 đây. Con này con Ryobi Catcher Nova, size khoảng 6.000 anh em. Made in Japan nha, thân nồi tay quay đều bằng kim loại hết, ngoại hình nói chung chốc sơn đây. Vô lăng trong đây sáng đẹp nha anh em. Ở đây nó hơi bị khuyết chỗ này thôi, còn vô lăng ở trong đây đẹp nha. Gạt cước ngon lành. Quay đây. Con này quay rất là ngon. Con cách chơi này cốt trợ lực nha anh em. Cách chơi à, không có cốt trợ lực, nhầm. Em tưởng nó có trợ lực cái này, con này không có trợ lực nha anh em. Không có trợ lực. Rồi. Quay rất là ngọt nha. Con này nói chung là anh em không chú trọng màn hình lấy cái này đánh nó rất là ngon nè. Rato 4.5. Cước 5 310 m, 6 240 m, 7 200 m nha. 141. 141 bán cho anh em con này giá
330 thôi, 330 ngàn. Anh em nào biết sơn có thể về mua chi sơn, anh em phơi sơn lại nó đẹp nha anh em, cái máy nó sẽ đẹp hơn. 141 giá 330 thôi. Cái 142 đây, 142 là con máy Shimano Arnold 2000, size 2000 nha anh em, made in Malaysia. Rồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại nha. Hệ thống ABS. Con này con lua ngon. Con lua con ISO nha anh em. Đổi tay trái phải, máy quay rất là êm mượt. Chế độ hai chiều bật này qua. Một chiều bật lại nha. Vô bình sóng đây. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Con này cước số 2 vô được 150m nha anh em, số 3 được 100m, số 4 70m nha. Có ghi đây luôn đây. Con này mã số 142 nha, 142 bán cho cái con Shimano Arnold này cho anh em giá 600 nha. Con này mua mới rơi khoảng tầm cho khoảng 1,3 anh em. Mấy dòng này nó xuất Nhật nữa chứ không phải là hàng Malaysia Việt Nam nha anh em. Ừ. 162 giá 1142 với 142 giá 600.000 nhau con Shimano Arnold 2000, hệ thống ABS quay rất là ngọt nha. Tới 143 này con Shimano Spinter ST 1500. Size khoảng 6.000 anh em, made in Japan. Thân nồi tao quay đều bằng kim loại hết nha. Quay rất là ngọt anh em. Chế độ 2 chiều bật qua. Một chiều bật lại nha. Mô bin sống này. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Made in Japan anh em. Mã số 143, con này quay hình 6 nha. Cước 4 280m, 5 220m anh em. Quay hình con này nói chung là 6, chạy rất là nhiều. Chạy rất là nhiều, giá rẻ cho anh em. 143 này bán cho anh em 280 thôi. 143 là bán cho anh em 280.000 thôi. Một bốn ba bán cho anh em 280k nha anh em, 280.000. Cái 144 này, 144 này con máy đây qua 4.000 spot. Ở con này thân nồi ta quay đều bằng kim loại hết. Quay đây. Quay êm anh em. Chế độ 2 chiều bật qua. Một chiều bật lại nha. Con này như cốt trợ lực hay sao anh em mới coi. Ui. Cốt trợ lực anh em à. Con này cốt trợ lực nha. Đó. Hàng này hàng nội địa Nhật anh em. Hàng này nội địa Nhật mà xuất qua Mỹ anh em. Có chữ dưới đây. Xuất Mỹ nha. Máy chung rất là ngon. Con này anh em về đánh biển, câu sông, con hồ ngon. Đổi tay trái phải nha, chế độ 2 chiều là nãy anh em coi rồi. Đó, đổi tay trái phải. Ngoại hình có chày đây. Màu 44 này bán cho anh em giá con này là... Bán anh em con giá con này là 480 thôi. 480.000 nha, màu 44 giá 480 thôi. Máy rất là ngon, đẹp. Size khoảng 5.500 nè. Lớn hơn 5.000 mà nhỏ hơn 6.000. Tới 145 đây. 145 này con máy Daiwa Million Max 6.000. Size nó tương đương khoảng tầm 10 mấy ngàn, 13-14 ngàn. Cái này máy rất là to nha. Con này hàng nội địa Nhật. Nó không để made in Japan ở đây, nhưng mà nó là hàng nội địa anh em. Cốt trợ lực cho anh em. Cốt trợ lực nha. Đó. Con này anh em về có thể sơn lại, sơn nồi, sơn thân là nó sẽ đẹp. Hoặc là anh em đánh bóng luôn, đánh bóng thành kim loại luôn anh em. Màu inox luôn á thì sẽ đẹp luôn á. Vô lăng đây. Sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Đổi tay trái phải anh em, gặp tay thì anh em siết đây nè. Gặp qua nè, đó, siết lại thôi. Đó là gặp tay nha. Còn mở tay cứ gặp ra thôi. Siết lại. Đó, ok. Quay rất là ngon. Nói chung con cái dòng này nó cảo, chiên cảo cá lớn anh em. Nên cái dòng tua nó hơi thấp á. Chế độ 2 chiều đây. Con mấy con dòng này chiên cảo cá lớn nên dòng tua nó hơi thấp.
Con này cá 20-30 kg là bình thường. Con này mã số 145 nha. 145 này bán cho anh em con này giá mấy, nói chung bự thiệt nhưng mà nó hơi xấu, bán cho anh em con này giá nhanh gọn lẹ luôn nha. 500.000. Giá này không có chỗ nào bán được cái giá này luôn á anh em. 145 này giá 500k nha anh em, 500.000 thôi. 146 này con máy Curazon 600, size 6.000 anh em. Con này hàng Korea. Máy này máy Korea nha anh em. Anh em gật này qua nó sẽ sụp này xuống nha. Sụp xuống để anh em thu gọn lại, anh em bỏ cơ bỏ ba lô về á, còn bực lên lại sẽ đá lại nè là hết nè. Thấy chưa? Ngon chưa? Có con này là Suzumi nè, Korea nè anh em thấy nè. Đó. Cước 4 240m, 5 210m, 6 180m. Nồi carbon thân kim loại, ta quay kim loại nha, ta quay dàn ốc nha anh em. Ta quay dàn ốc đổi tay trái phải luôn á. Báo gõ cho anh em, ta quay dàn ốc đây. Chứ không phải ta quay kia nha, Gato 4.6. Siết vô cứng rồi đúng không? Anh em phải giữ cái cùm này lại nha, siết nữa. Đó, siết thấy chưa? Cứng ngắt luôn. Anh em siết anh em đừng có sợ hư nha, siết cứng vô luôn nha anh em. Chế độ 2 chiều bật này xuống. Một chiều bật lên. Hãng Suzumi. Ngoại hình đây có chày nha. Con này mã số của nó 146 nha, bán cho anh em con này giá 250 thôi. Size 6.000 giá 250.000. 250k. 146 giá 250.000 nha anh em. Máy chung rồi cũng còn ok lắm. Tới 147. Con này con máy Ryobi RS20. Size nó khoảng 6.000 anh em. Phu lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Cốt máy đây. Mô bình sống. Made in Japan nha. Cước 5 320m, 6 260m, 7 220m. Đổi tay trái phải. Quay rất là ngọt nha. Con này nói chung hơi chàng chút xíu, chế độ 2 chiều bật này qua. Một chiều bật lại nha. Tổng thể đây. Con này mã số nó là 147 nha anh em. 147 này vô lăng đẹp nhưng gọng hơi sát nè. Để cho anh em con này giá 400 thôi. 400.000 nha anh em. 147 giá 400k. Rồi tới con tiếp theo. Con này mã số 148 nha anh em. Con này con máy Daiwa Pinter ST 3000, size nó khoảng 7.000 anh em à. Thân nồi tao quay đi bằng kim loại hết, quay hình xấu nha. Vô lăng thì sáng đẹp, chỉ có quay hình nó chày thôi. Mô bình sống này. Quay. Quay khá là ngon, chế độ 2 chiều đây. Ồ, vướng dây. Mấy dây này dễ vướng quá. Quay video dễ vướng. Đó. Rồi nói chung máy quay rất là ngon anh em. Vướng nữa. Ok anh em. Vuông rồi, lấy ra dây rồi. Quay đây. Ở nãy em mới cắt dây á anh em. Rồi, máy nói chung rất là ngon nha, nhưng ngoại hình nó hơi chày thôi. Cước 7 210m, 8 180m nha anh em. 148 này bán cho anh em con này ngoại hình xấu nha, bán cho anh em giá con này là 330 thôi. 330.000 thôi. Đó, giá mềm cho anh em. 148 giá 330k. Tới 149 đây. Một con máy Daiwa Direct 3.5 nha. Size tương đương 5.000 của Shimano quá nè. Size tương đương 5.000 của Shimano. Cước số 5. Vô được 150m đây. Anh em thấy không? No 5 hoặc là 0.37 được 150m nha anh em. Made in Việt Nam. Nồi nhôm thân carbon ta quay kim loại. Nó là hàng Việt Nam xuất Nhật nha anh em. Hệ thống ABS. Cái con này giá mới thị trường như nó 1.2 triệu á nè. Giá mới của thị trường giá mới là 1.2 triệu. Chế độ 2 chiều. Bật lại 1 chiều nha anh em.
hệ thống ra vị ớt luôn. Nói chung máy này ngon lắm em, hàng xuất Nhật thì nói chung nó chất lượng hơn. Con máy là mã số của nó 149 nha, 149 này bán cho anh em giá 650 thôi, 650.000. Anh em ngoại hình có chày đây, vô lăng sáng đẹp. 149 650.000. Rồi, 149 giá 650 nha. Tới 150 đây. Con máy này máy Dynanote gì đây? Cước 5 200m, 6 150m, 8 vô được 100m. Con này size 6.000 anh em. Con này SZM Dynanote ở 6.000, size 6.000, made in Korea. Quay nói chung rất là ngon. Nồi nhôm nha, thân carbon, ta quay kim loại chế độ 2 chiều bật này qua nha, 1 chiều rồi bật lại. Vô lăng đây, sáng đẹp. Con này mã số 150 nha, 150. Rồi, nãy có điện thoại anh em. Mã 150 này bán cho anh em con này giá 300 thôi, 300.000. 150 là bán cho anh em giá 300k nha anh em. Máy quay rất là ngon, im gu à. Tới 151 anh em. Con này Daiwa Rinter 1.500 nha anh em. Size 1.500, made in Thái Lan. Thân nồi là bằng carbon, tay quay là kim loại nha anh em. Cước 1.5 được 130m, số 200m, vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Con này cho anh em câu lua ngon. Quay êm. Đổi tay trái phải nha, chế độ 2 chiều bật này qua, 1 chiều bật lại nha anh em. Máy đây, mã số này 151 anh em. 151 này bán cho anh em con này giá 280 nha, 280.000. Một năm một bán cho anh em 280k nha. Tới 152 đây. Con này con World Spin 2.000, size 2.000 nha anh em. Daiwa made in Việt Nam. Nồi carbon, nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại nha anh em. Con này hệ thống ABS luôn, máy rất là đẹp. Máy rất đẹp anh em. Mấy cái dòng hệ thống ABS này nó chỉ mua anh em mua mà mới khoảng tầm từ 1 triệu rưỡi trở lên nó mới có ABS nha anh em. Còn 1 triệu trở lên vẫn có nhưng mà nó tùy máy anh em. Mấy dòng ABS thì nói chung giá nó cao hơn phân cơ. Tổng thể máy này rất là đẹp. Con này miễn chơi luôn. Cước 250m, 300m nha, 152. 152 bán cho anh em con này giá 350 thôi, 350.000 thôi. Máy rất là đẹp. Rồi tới 153 đây. Con máy siêu nô Alex 2.000, size nó size 2.000 nha anh em. Cước số 2 vô được 100, số 2 vô được 150m, số 2.5 vô được 125m, số 3 vô được 100m. Made in Malaysia, nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại nha. Ngoại hình nói chung có chày. Hệ thống ABS luôn. Quay rất là ngọt, êm nha anh em. Chế độ 2 chiều bật này qua. 1 chiều bật lại nha. Mô bin sóng đây. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Mã số 153 nha anh em. Máy chung đổi tay trái phải đây, mất cái nắp ở đây anh em, mất nắp này. Này nó là cái ốp á, cái ốp nhựa trang trí nè. Mất rồi, bị gớt hàng bãi. Rồi con máy này nếu mà nó còn nguyên hết, giá của chị rất là cao, hệ thống ABS luôn, cho anh em chiên câu lua. 153 bán cho anh em con này giá 350 thôi. 350.000 thôi. Một năm ba bán cho anh em giá này 350.000 thôi anh em à. Tới 154 này. Con máy Daiwa Liberty 3.500, size tương đương khoảng 4.000 của Shimano quá anh em.
Cước số 4 200m, năm 150m nha. Vô lăng sáng đẹp. Con này 4.000 hơn của Shimano á, chứ không phải 4.000 đâu, bự hơn 4.000 của Shimano một chút á. Made in Japan. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại nha. Con này hệ thống ABS cho anh em luôn. Quay rất là ngọt, êm. Liberty. Chế độ 2 chiều bật này qua. 1 chiều bật lại nha. Tỏi tay trái phải. Máy quay rất là êm. 154 nha anh em, 154 bán cho anh em con này giá 400 thôi. 400.000 nha anh em. 154 bán cho anh em giá 400k thôi. Tới 155 đây. Con ở đây qua mát 6500, size tương đương khoảng 7-8.000 anh em ạ. Con này cốt cho lực nha. Còn anh em muốn lấy cái nồi ra, anh em nó có cái chữ on off nè. Anh em lấy cái gì anh em dặn nó ra nha anh em. Nè, lấy cái gì anh em dặn qua chữ off nha. Đó, dặn qua chữ off là lấy được cái nồi ra nè. Ừ. Cái cốt trợ lực của nó nằm ở trong cái lòng nồi luôn đây nè. Cốt trợ lực nằm trong lòng nồi đây nè. Còn anh em muốn đứng lại anh em vịn vô vậy nha. Anh em đá qua chữ on thôi. Đó, đá cái này qua chữ on là nó sẽ cứng nồi nha anh em. Ừ. Quay đây. Con này máy rất là khỏe nè, con này cảo cấy rồi lực. Chế độ 2 chiều đây. Cái dòng của con tua máy này rất là thấp. Nó thấp khoảng 3.8, 3.8, 4.2 vậy. Nhưng mà được cái nó khỏe lắm nè. Nói chung máy còn khá là đẹp. 155 nha, con này chuyên cho anh em cảo bông lau nè, đánh biển nè. Cái con này máy kêu hơi to nè, nhìn nó hơi lực cái máy. Rồi 155 này thông số cước không có nha nè. 155 này bán cho anh em con này giá 500 thôi. Máy vậy quá đẹp rồi, đòi hỏi gì nữa anh em. Máy vậy quá ngon. 155 giá 500k thôi. Tới 156 nha. 156 này con máy Shimano EX4000, size của nó tầm khoảng 8.000-9.000 anh em. 8.000 đi. Made in Japan nha, 156. Cước 6 cứ được 290m, 7-250m, 8-210m. Thân nồi carbon tay quay kim loại nha anh em. Núm tay đây nè, núm gỗ nha. Cái con đây qua EX thì anh em biết rồi, mô bi sống. Con này như cốt cho lực hay sao? Đúng rồi, cốt cho lực nha anh em. Máy này rất là ngon. Cái dòng này thì anh em tiền không á, mất tiền lắm anh em. Nhưng mà em bán cho anh em không có mất đâu. Còn cái dòng này với chỗ khác thì anh em luôn, nó là trên dưới 1 triệu hoài. Quay rất là ngon, chế độ 2 chiều đây. Dướng dây. Tắt tiếng kêu anh em bật này nha. Tắt tiếng kêu. Mở tiếng kêu bật này qua thôi. Rồi tổng thể cái máy đây. Con nghe ít 4.000 nha, size khoảng 8.000. Con này bán cho anh em 156, giá cho anh em 950 nha. 950.000. 156 bán cho anh em 950. Rồi tới 16157 nha. Con này con đây qua EX9000, nó bự hơn kia nhưng mà nó không đẹp bằng kia. Con này size khoảng mười mấy ngàn, 13-14.000. Con này nó đây nó bị bung cái lớp cái keo, anh em lấy thì mình sẽ dán keo lại nha. Dán keo lại. Cốt cho lực cho anh em luôn đây. Để em tí em chỉnh cái cò này, cái cò bị lên là bị lò xo nó bung nè. Rồi, em chỉnh cò lại anh em. Chỉnh cò lại đây. Ờ. Hơi bị bung cái lò xo thôi, quay keo nè. Cái lò xo để cho nó đánh vô cái cò đó kêu ta te anh em. Phu lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Con này thì như bị khô dầu rồi. Nói chung gạt cước ngon lắm nè. Quay rất là ngọt nha. Chế độ 2 chiều bật này qua. 1 chiều bật lại. Chế độ 2 chiều, cái này tiếng kêu anh em, bật qua tắt tiếng kêu. Đó. Tắt tiếng kêu. Bây giờ bật tiếng kêu bật lại thôi. Đổi tay trái phải nha.
Con máy này thì đây nó hơi bị ăn nước muối xíu. Rồi, mã số này là 157 nha. Giá cho anh em con này cũng là 950 ngàn luôn, bằng cái con kia luôn. Nói chung là máy bự hơn nhưng mà nó không có đẹp thì giá nó cũng bằng thôi. 157 giá 950. Tới 158 này, Shimano Anoss C3000 nha anh em. Vô lăng đây, sáng đẹp ok nha anh em. Gạt cước ngon lành. Made in Malaysia. Mô bin sóng này. Nồi nhôm. Thân carbon tay quay kim loại, đổi tay trái phải nha. Quay rất là ngon, hệ thống ABS cho anh em luôn. Quay êm lắm nha, chế độ hai chiều bật này qua. Một chiều bật lại. Quay êm gu à. Tổng thể máy đẹp nha anh em. Cước 3 đường 150 m nha anh em, 400 m. 158. 158 này bán cho anh em con này giá con Enos C3000 này bán cho anh em giá con này 700 nha anh em. Anh em nào biết con này sẽ giá biết cái giá của nó 700k. Rồi. 158 giá 700 ngàn. Tới 159. Con này con máy Mamiya Atlas EX 3000, size nó khoảng tầm 8 ngàn, 9 ngàn. Cái này máy bự nha. Made in Bangladesh. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại, đổi tay trái phải nha. Mô bin sóng này. Máy rất là đẹp, gạt cước ngon lành. Vô lăng đây. Sáng đẹp. Quay rất là ngon anh em. Chế độ hai chiều bật này qua nha. Một chiều bật lại. Nói chung máy rất là to. Cầm rất là đầm tay anh em. Con này cầm rất là đầm tay. Bangladesh nha nè, đây dính dơ. Phụ lăng đây, sáng đẹp nha. Gạt cước đây. 159 này bán cho anh em giá con này là 550 nha. 550 ngàn. Một năm chín giá 550k. Rồi tới 160. 160 này con máy siêu nâu Alex 3000, size 3000 nha anh em. Cước số 2 220 m, 3 150 m, 4 100 m nha. Made in Malaysia. Vô lăng đây, sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Mô bin sóng. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại, đổi tay trái phải nha. Quay im gu à. Máy quay rất là êm. Chế độ hai chiều bật này qua. Một chiều bật lại nha. Tổng thể đây. Con này mã số 160 anh em à, máy nói chung là có chày nhưng không đáng kể đâu. Có chày nha. Gato 5.2. 160 này bán cho anh em con này siêu Alex này, để cho anh em giá con này là 380 thôi. 380 thôi. Mấy con này bán 400, 450 bình thường anh em. Nhưng mà thôi, bán cho anh em ngủ nghỉ. 380 ngàn. 160. Tới 161. 161 con này Shimano Utira 2000, size 2000 anh em. Cước 250 m, 300 m, 470 m. Made in Giao Bằng. Con này tem lụa nha anh em. Dòng đời mở đời coi nói chung là dòng cao cấp, nó có tem lụa. Hệ thống ABS, con này câu lua ngon. Quay rất là êm. Đổi tay trái phải nha. Mô hình sóng này. Vô lăng này, sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Đó, anh em dặn ngóc này đổi tay qua thôi nha. Quay hình nói chung có chày nhiều nha anh em, chày dăm dăm rất là nhiều. Quay im gu à. Chế độ hai chiều bật này qua. Rồi con máy này mã số 161 nha anh em. 161 này bán cho anh em con này giá 550 thôi. 550 ngàn thôi. Vừa bán vừa tặng anh em.
Utira mà em bán 550.000 là anh em biết giá cả nó. Em bán rẻ cái nào đó. Con này anh em có thể tra trên mạng giá bao nhiêu nhé. Rồi tới 162. 162 là con máy ngang tay trái nha, con này máy tem tay qua. Tem tay qua quy hình nó xấu anh em, con này anh em về sơn lại, made in Sao Băng. Quay rất là ngọt. Nói chung con này thì em về em chưa vệ sinh máy đâu. Anh em mua về anh em vệ sinh máy nha. Quay rất là ngọt anh em, tay trái nha. Được cước đây. Con này đánh rất là ngon. Con này nếu mà đẹp thì anh em luôn giá là khoảng 1 triệu 8 đến 2 triệu một con. Mà ngoại hình nó xấu quá. Rato 6.3 nha. Quay này quá xấu mà hoạt động rất là ngon, anh em về vô dầu vô mỡ nữa còn êm nữa nha anh em. Hãy quay cái êm giờ. Rồi 162 này bán cho anh em con này giá 950 thôi, 950.000 nha anh em. 162 giá 950.000 thôi. Mày nghe mày nghe mày lùa tay trái nha. Rồi tới 163 con máy này, máy ly. Con này con Ryobi. Con này dòng đời cao cấp nha anh em. Ryobi 7080 Made in Japan. Quay rất là ngọt nha. Mở nắp thì anh em bóp này nè, dặn ra thôi. Con này thì không biết có mở này ra có chỉnh qua trái được không? Chắc được. Thường mấy dòng này nó có chỉnh trái phải được được, mở góc này ra anh em. Ở trong này chắc nó cũng chỉnh được á, em cũng không rõ cái dòng này nữa nha. Anh em nào muốn chỉnh thì anh em nào biết thì anh em chơi nha. Con máy máy ly câu suối anh em. Máy ly câu suối. Rồi, rồi. Quay rất là ngọt, êm. Máy đẹp anh em. Đá sứ còn, thường mấy dòng này về mấy cục đá sứ này rất hết trơn, mất hết trơn luôn. Mà con này nó còn nguyên luôn anh em, nguyên 4 cục. Con này 163 này bể cho anh em giá này là 400 thôi. Anh em nào biết chơi sẽ biết dòng này giá này là rẻ anh em. Còn anh em nào không biết chơi dòng này thì nhìn thấy nó giá gì trong mắt, chứ thực chất cái giống giá này em bán 400 ngàn là rẻ anh em. Anh em nào mà chơi cái dòng này đó thì mới biết cái giá trị của cái máy này nha. Rồi để em kéo cái kia lại để em dễ quay cho anh em nha. Rồi thế còn tiếp theo, con này là con Made in Japan Daiwa Milan Mat. Rồi con này GS 3000. Con này size thật có khoảng 8-9 ngàn anh em. Máy rất là to nha, to. Nồi nhôm, thân là bằng super metal nha anh em. Con này kim loại cứng nha. Cái này nè anh em, đúng rồi, kim loại. Tất cả này bằng kim loại hết, nói chung là kim loại hết đi cho dễ. Nồi nó hơi xấu một tí nha. Con này nếu mà đẹp giá cao lắm. Con này cảo trâu cảo bò nè, máy rất khỏe nha. Con này như cốt trợ lực hay sao? Không có cốt trợ lực. Cước 6 300 m, 7 250 m, 8 200 m, 10 150 m nha anh em, sử dụng 4 vạch đạn. Máy rất là khỏe đó. Con máy này thì anh em luôn. Trâu bò đó. Bu lăng đây. Sáng đẹp. Gạt cước ngon lành. Quay êm. Con này mà nó không có bị cái nồi thôi, cái nồi nó hơi ăn muối xíu nè. Nó không bị cái nồi đây, con này khoảng 1 triệu 8 anh em, 1 triệu 8 đến 2 triệu á. Máy đây. Trông cũng còn khá là đẹp. Con này 164 nha. 164 bán cho anh em con này giá 900 thôi. 900 ngàn thôi. Một số bốn bé cho anh em giá 900k thôi. Tới 165 đây. Con này máy quả tiễn mô bin sống nha anh em. Dành cho anh em câu lục nè. Daiwa Emblem 4500A nha. Made in Japan, tem lụa luôn. Đó. Nồi nhôm. Thân bằng nhựa ABS. Tay quay kim loại nha. Quay hình nói chung chạy cũng khá là nhiều á. Hệ thống ABS cho anh em luôn. Cốt đây.
Cối nông nha anh em, con này cối nông dành cho anh em câu lục nè, câu bạc bầu biển nè. Ở đây cái nắp để gạt cước nó không có nè, ở cái nút nè. Quay rất là ngon. Còn nút này nút gì em cũng chả rõ nữa. À cái nút này anh em đang chế độ một chiều đúng không? Anh em muốn qua chế độ 2 chiều thì anh em bóp nút này vô nha, là xả cước á, bóp vô cái là chế độ 2 chiều đúng không ta? Không phải rồi, này nút gì em cũng chả rõ nữa. Bữa mấy ông anh không nói mà em quên mất tiêu. Đây có cái nút, còn chế độ 2 chiều bật này là anh em. Con này nếu mà đẹp giá nó rất là cao quá, anh em không rẻ đâu. Cước 5 250m, 6 200m, 8 150m, ra 5 bạc đại nha anh em. 165 này bán cho anh em con này giá 1 triệu 2 thôi. Con này nếu mà nó đẹp rồi tiền không, 1 triệu 2 thôi. 165 giá 1 triệu 2. Và tới 166 đây. Một con máy Daiwa BG 4000H nha. Con này giá mới, da con này hàng bãi anh em. Nhưng mà giá này, cái máy này thị trường Việt có bán nha. Máy này cũng made in China nha anh em, made in China. Daiwa BG 4000. Dòng này nó chuyên đánh biển anh em, chuyên kháng mặn nè. Cái con này thì nó size tương đương khoảng 5000 của Shimano. Máy nó size tương đương khoảng 5000 của Shimano. Cái dòng 4000H này á, là cái máy mới của Việt Nam mình, nó bán rơi khoảng tầm 2 triệu 7, 2 triệu 8 một con. Đó, máy mới bán 2 triệu 7, 2 triệu 8 một con anh em. Mô bin sống. Nhưng mà con này hàng bãi, hàng đã qua sử dụng thì em sẽ bán cái giá rất là rẻ cho anh em. Hệ thống ABS nha, con dòng đời cao nha, chứ không phải đời thấp đâu, đời mới á. Chế độ 2 chiều bật này qua. Một chiều bật lại, dướng dây. Dướng dây anh em. Nói chung máy quay rất là ngon. Con này miễn chơi luôn, gạt cước ngon lành. Phu lăng sáng đẹp nha. Rồi con máy này mã số của nó là 166, giá 1 triệu 3 nha anh em. Đó, cái máy mới nó giá khoảng 2 triệu 7, 2 triệu 8, mà giờ giá hàng bãi có 1 triệu 3. Đó. Cái núm ở đây thì nó bên Nhật tụi nó tháo ra anh em, cái nút để gài á. Anh em mà có em gắn, không có để chơi bình thường nha. Tới 167 đây. Con này cũng là con BG 5000H luôn. Đó, giá mới của thị trường Việt nó rơi khoảng tầm 2 triệu 9, 2 triệu 9 đến 3 triệu tùy vào cửa hàng nó bán. Nhưng mà con này nếu mà nó ghi 5000, cái size thật của nó thì nó khoảng 8000 của con Shimano đó nè. Máy rất là to nha. Cầm vô rất là chắc tay, máy nó rất là cứng nha anh em, chứ không phải là nó nhão như Shimano đâu. Máy cầm tay vô rất là cứng. Cái nút ở đây nó cũng không có luôn. Chắc anh nghĩ cái máy đó, máy này nó chung một chủ bên Nhật rồi nó bỏ, nó xài xong rồi nó dọn nhà nó đi anh em, rồi nó để lại anh em. Vô lăng đây, sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Made in China nha. Cho anh em xem cốt luôn. Nói chung cái cốt này cái cốt đó y khu nhau rồi. Cho anh em xem. Đây, ở cốt máy là như vậy nha. Con này cước số 4 400m, 5 vô được 300m nha anh em. 6 chắc vô được 200m. Hệ thống ABS. Rồi quay, con này quay rất là lực nha anh em. Cái dòng này ra quay rất là lực. Chế độ 2 chiều. Con này không có chế độ 2 chiều luôn anh em. Nó không có luôn nha, chứ không phải nó bị hư nha. Con này không có luôn anh em à. Cái con 4000 này thì nó lại có. Đó, 4000 này nó lại có cái chế độ 2 chiều nằm dưới đây. Mà size thực nó khoảng 5000 của Shimano. Còn có cái con 5000 size thực cái 6 8000 của Shimano mà nó lại không có anh em, nó chỉ có chế độ 1 chiều thôi. Nguyên bản luôn nha anh em. Con này cạo cá rất lực, cá cỡ 30 40 kg chắc vô từ với máy này. Rồi. Vô lăng đây, đó, gạt cước đây. 167 nha, giá con này 1,5 triệu anh em. 167 giá 1,5 triệu, từ 2 triệu 9 đến 3 triệu mấy mới mà giờ còn có 1,5 triệu à. Đó, giá nó rẻ hơn cái giá khác nha anh em. 167 giá 1,5 triệu. Rồi, anh em nào lấy con nào cứ alo trực tiếp cho em nha anh em, và cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.